xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Co68. Trong tập bộ não ngày hôm nay, mình sẽ chủ yếu chia sẻ và cập nhật với các bạn hai tin tức nóng nhất trong tuần vừa qua. Đó là Tổng thống Donald Trump đã bị ám sát hụt làm rúng động thị trường gần đây. Và tin số 2 là giá của Bitcoin phục hồi mạnh mẽ nhờ lực mua của ETF. Ngay cả những người ít theo dõi tin tức đi chăng nữa thì chắc chắn các bạn biết đến cuộc vận động tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ giữa hai ứng cử viên đó là Donald Trump và Joe Biden. Vậy thì tại sao chỉ có mỗi Donald Trump lại được thị trường tiền mã hóa đặc biệt quan tâm và ưu ái nhiều đến như vậy? Lý do đơn giản thôi, căn bản tại vì ông Donald Trump đã công khai ủng hộ tiền mã hóa. Trong một bài phỏng vấn gần đây thì Donald Trump còn nói: "Joe Biden chẳng biết thị trường tiền mã hóa là gì, tôi yêu crypto, tôi chấp nhận crypto và các bạn biết nên bầu cho ai rồi đó." Trên đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, cựu Tổng thống Donald Trump công khai ủng hộ không chỉ Bitcoin mà toàn bộ thị trường tiền mã hóa. Ông hứa sẽ bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư tại Hoa Kỳ và những công ty làm về crypto, blockchain cũng như là pháp lý tại đây. Nếu Trump tái đắc cử, điều này có thể mở ra một chương mới hoàn toàn cho thị trường tiền mã hóa trở nên tươi sáng và có tương lai hơn. Nhưng mà cũng chưa vội kết luận được, tại vì có nhiều ý kiến cho rằng đó là ông Trump chỉ đang lấy Bitcoin và thị trường tiền mã hóa ra để làm quân bài chính trị mà thôi. Vào rạng sáng ngày 14 tháng 7, thông tin được cả thế giới quan tâm nhất lúc này là cựu Tổng thống Donald Trump đã bị ám sát hụt. Cụ thể, khi đang tham gia một buổi tranh cử vận động tại bang Pennsylvania, ông Trump đã bị một tay súng chưa rõ danh tính bắn, nhưng viên đạn đã xuyên qua tai và không đe dọa đến tính mạng của vị cựu Tổng thống. Ông Trump sau đó đã được mật vụ Mỹ sơ tán. Nhiều người nhanh chóng chia sẻ khoảnh khắc ông Trump giơ nắm đấm đứng dậy với quốc kỳ Mỹ ở nền, gọi đây là bức ảnh của năm. Có ý kiến cũng gọi đây là thời điểm đánh dấu việc ông Trump sẽ giành chiến thắng tại cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm nay. Ngay sau đó, thị trường tiền mã hóa cũng có những phản ứng rõ rệt trước vụ ám sát hụt của cựu Tổng thống Donald Trump. Cụ thể, giá Bitcoin đã tăng nhẹ lên 3%, lên 59.850 đô ngay sau tin tức ông Trump bị bắn lan truyền. Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới trong tuần vừa rồi đã phục hồi sau khi giảm về mức thấp nhất trong 5 tháng qua, hôm 5 tháng 7. Với sức bật đến từ lực mua của các quỹ ETF Bitcoin sau khi chính quyền Đức đã kết thúc quá trình thanh lý 3 tỷ đô Bitcoin. Ngoài ra, giá của những meme coin chính trị ủng hộ ông Trump như là MAGA, Trump, Donald Trump thì tăng vọt lên 20-40%. Một tin tức khác trên Polymarket, số lượng đặt cược vào ông Trump đắc cử tổng thống đã lên đến con số 70%, trong khi Joe Biden chỉ là 16%. Cập nhật tiếp theo sẽ là về giá của Bitcoin. Sáng ngày hôm qua, rạng sáng ngày 16 tháng 7, giá của Bitcoin đang tiệm cận ở mức 65.000 đô. Trong 24 giờ qua, đồng coin thống lĩnh thị trường crypto này đã tăng gần 4%, giá của Bitcoin đã xóa sạch những thiệt hại của cú đâm về 53.500 hồi đầu tháng này. Nguyên nhân chính là do 301 triệu đô đổ vào những quỹ Bitcoin ETF của Hoa Kỳ trong phiên giao dịch hôm qua, nâng tổng số inflow của 7 ngày gần nhất lên con số 1,4 tỷ đô. Và trong giữa lúc thị trường chuyển xanh đang có dấu hiệu phục hồi tích cực khi Bitcoin ETF đã ghi nhận dòng tiền dương trong suốt 7 ngày liên tiếp, thì một lần nữa, bóng ma Mr. Gox lại xuất hiện, ám ảnh lên tâm lý nhà đầu tư. Ví của Mr. Gox có động thái di chuyển hơn 44.000 Bitcoin trị giá lên đến 2,82 tỷ đô, nhiều khả năng là chuẩn bị cho việc trả nợ. Đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 16 tháng 7, ví tiền mã hóa của sàn Mr. Gox tiếp tục chuyển thêm 48.641 Bitcoin, tương đương với 3 tỷ đô sang một địa chỉ ví mới, nâng số tài sản đã di chuyển trong ngày hôm đó lên tới mức 5,8 tỷ USD. Tin tức này đã làm toàn bộ thị trường đình chỉ sự hưng phấn trước đó. Cụ thể, Bitcoin đã giảm tới 2.000 giá, từ 64.800 trở về còn 62.800. Và ngay lúc này khi mình đang quay video, vào khoảng 11 giờ sáng ngày 17 tháng 7, thì giá của Bitcoin đã phục hồi quanh ngưỡng khoảng 65.600 đô. Ngày 27 tháng 7 tới đây, Donald Trump chính thức xác nhận sẽ tham gia sự kiện Bitcoin 2024. Đây là hội nghị thường niên lớn nhất năm của cộng đồng Bitcoin được diễn ra tại thành phố Nashville tại Mỹ. Nhưng liệu với tin tức ám sát hụt tại thời điểm hiện tại, không ai trong chúng ta biết trước được rằng liệu Donald Trump sẽ thực sự xuất hiện tại sự kiện Bitcoin 2024 vào ngày 27 tháng 7 tới hay không? Và trong thời gian tới, ai sẽ là người đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ? Vì kết quả của cuộc bầu cử tổng thống này có ý nghĩa rất quan trọng đối với tương lai của thị trường tiền mã hóa trong vòng 3 đến 4 năm tới. Tại vì rõ ràng, lập trường về thị trường tiền mã hóa của Donald Trump và Joe Biden khá là đối lập nhau. Trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn nhận định thị trường trong tuần từ 15 tháng 7 đến 21 tháng 7 do 68 Trading phân tích tại bài viết này. Mình sẽ đính kèm link bài viết ở phần description của video bên dưới, các bạn có thể bấm vào link để đọc toàn bộ bài viết nha.
Và đó là toàn bộ cập nhật thị trường mình muốn gửi đến các bạn trong video bộ não ngày hôm nay. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên cho mình một like và một subscribe cho kênh Co68 TV để có thể ủng hộ chúng mình ra nhiều video tiếp theo nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của bộ não. Bye bye!